sắp tối. Đi nhanh. Đi nhanh không bị giữ các bạn ạ. Đi em ơi. Nắng à? Nắng quá. Xin chào quý vị khán giả của Robathan. Chúng ta sẽ lại cùng nhau đi trở lại một cái con đường rất là quen thuộc mà mình đi lên đây rất là nhiều, đó là đường trở về nhà em Linh. Hôm nay thì em Linh chính thức là tổ chức cái hôn lễ các bạn ạ. Lần trước thì hôm ở đám hỏi thì mình cũng đã có ghi hình cho các bạn xem rồi. Còn hôm nay thì mình cùng với cả Tâm vừa mới rời cái công trình làm nhà chị Nguyệt và lên đây để đi ăn cỗ, nên là cũng lên muộn một chút. Đây, trước mặt các bạn thì là các cô cũng đang, các chị em đang đi ăn cỗ đây này. Chỗ này chắc là gia đình có sửa qua cái đường này để bạn nào đi xe máy tốt thì có thể là đi xe máy lên đây. Đây, xe máy chắc chỉ đến được đây thôi. Ui. Đấy. Đường lên nhà bông hoa lan rừng của Tây Bắc mà mình đặt tên ra đây. Tâm được đi đám cưới người Mông bao giờ chưa? Một lần rồi. Một lần rồi à? Em đám cưới người Mông ở đâu? Trên Mũng Trải. Trên Mũng à, cũng sang Mũng Trải đám cưới cơ à? Thế thì cũng giống giống ở đây, cũng thuộc Mũng Trải rồi mà. Nhưng mà em đi em cưới người Mông em thấy ấn tượng điều gì? Ấn tượng điều gì nhất? Về phong tục hay tập quán hay là về món ăn? Về món ăn. Về món ăn hả? Ừ. Em ăn được các món của người Mông chứ? Ăn được. Ok. Bây giờ đấy nha, mình sẽ lên đi nhanh lên trên để dự tiệc trước nha các bạn nhé. Các cái phần lý thì chắc là cũng làm gần xong rồi, bởi vì anh em mình lên cũng muộn nữa. Sao em đi ăn cỗ muộn thế em? Sao em đi muộn thế? Chipo à? À, chipo hả lửa xóa à? Tầng bên nhà gần nên phải đi sớm nhá. À, biết là đi được thế này thì mình đã cố phi lên rồi. Tâm đỡ phải đi bộ. Nhưng mà mình nói oai vậy thôi chứ chắc là mình không chở được người đâu. Đường này đi bộ à, đi nếu mà đi một người đi xe quay thì chắc lên được. Ui, thấy hot girl rồi này. Xin không, xin không, vâng.
Chú vẫn nhớ cháu à? Chào anh ạ. Chào em. Thế chú không lên ăn cỗ à? Không lên luôn. Không lên á? À? Con trai lên hết rồi. À, con dâu con trai lên à? Ở nhà thôi. Chú trông nhà. Vâng. À. Ấy là nhìn thấy dạp cưới rồi các bạn kìa. Dạp rất dài luôn. Đấy em thấy leo nhanh không? Không không lâu lắm đâu nhỉ. Dạp cưới kìa. Ở đây thì người ta cũng vừa mới gặt xong. Một điều đặc biệt ở đám cưới của người Mông đó là thừa bây giờ là hiện tại là vẫn chưa có làm chương trình gọi là văn hóa loa đài âm thanh ánh sáng. Mọi người chủ yếu là tổ chức theo cái lý truyền thống, xong rồi là đến giờ thì ăn cơm uống rượu thôi. Khoảng tầm 2 giờ chiều thì cô dâu sẽ trở về nhà trai. Đấy là sẽ úp xe chở rượu. Khoảng mình sẽ ở đây đến khoảng 2 giờ chiều để đợi lúc cô dâu về nhà trai thì mình mới quay. Mình cũng mới quay về. Thế những cái mâm, những cái vật dụng này là mọi người đến dự đám cưới này sẽ mang quà đến cho cô dâu nhé các bạn nhé. Cô gái Thái xinh đẹp này đã say chưa mà đã về? Em đang có việc nên là em phải về ạ. Lại phải xuống à? Vâng. Thế chưa kịp mau lẩu à? Chưa kịp mau lẩu. Chưa kịp mau lẩu à? Đi quay lại em nhá. Các anh chưa vào uống rượu à? Uống say rượu anh ạ. À. Mình đây là đoàn nhà trai phải không? Vâng. Em thấy có cái khăn tay này em đoán thế. Ra đây trốn rượu à? Say phải một lúc anh ạ. Thế trưởng đoàn đâu rồi? Trưởng đoàn vẫn trong đấy à? Đang ở trong kia. Trưởng đoàn thì không được ra đây đâu nhỉ? Vâng. Chỉ có anh em thay nhau. Thế anh này là phó đoàn à? Vâng. Phó đoàn giữ sức để tí trưởng đoàn mà sập thì phó đoàn vào nhé các bạn nhé. Vâng. Mình ở đâu ra đây anh? Em ở Dĩnh Nghĩa Lộ. Em bạn của cô dâu. Vâng vâng. Ta sẽ đi vào trong nhà nhá. Đây cái dạp này, dạp thì làm ở một cái thửa ruộng thấp hơn cái đường đi vào nhà nhá các bạn ấy, nhìn khá là hay. Dạp này gọi là dạp. Không, theo như kiểu là xây dựng thì bên này là tường âm ấy, thấp hơn đấy. Nếu có thể tạm gọi dạp là dạp âm. Đây có loa kéo ấy thầy. Lát nữa sẽ có chương trình văn nghệ nhá. Chúng ta đi vào trong rồi xem là làm lý đến đâu à. Ây da. Chào em. Chào chị. Em thôi, em ít tuổi thôi. Đây là A Trung, là anh trai của cô dâu. Thế còn vợ chồng cô dâu đang ở trong rồi hả em? Vào nhà đi anh. Ok. Em là đang chờ anh, chờ anh không lên ấy. Không, anh bảo anh lên là lên mà, vì sáng nay anh đi khởi công xây cái nhà xong rồi. Rồi, chờ anh nhé. Thì tạm thì mới đi được. Lâu lắm rồi mới quay trở lại đây. Cô dâu đang mặc đồ rất đẹp kia đúng không? Trời ơi, đẹp lắm em ạ. Chào các ông nhá. Chào bố nhá. Chào bố, vâng, chúc mừng gia đình nhà mình nhá. Rồi, cô dâu của chúng ta đây, ôi rực rỡ quá luôn. Thanh có đi với em không? Thanh ở dưới dạp à? À, mặc bộ này đẹp quá nhỉ. Thế còn chú rể đâu? À, chú rể đây à? Chú rể đây. Tức là bây giờ là ngồi ăn cỗ thôi chứ mình không phải làm hai cái dãy bàn như kiểu là truyền thống, mình vẫn đang ngồi nói chuyện đâu đúng không? À, đây giới thiệu đây là bác ruột của bác cậu ruột của mẹ. À, người già bác là... bên đằng mẹ. Bác cậu bên mẹ, cậu mẹ. À, chào chú nhá. Chào nhá. Giờ là một cái
ăn cơm xong mới làm lý tiếp đúng không? À, đi lại đi về. Rồi lát nữa thì mình sẽ phỏng vấn Linh sau nhá, bây giờ đi quanh quanh một tí. Chào anh. Chào. Vâng. Đi xuyên xuống dưới này xem ơi. Các cô chắc là cũng say rồi đấy nhờ. Cũng say rồi đấy. Ôi. Đặc biệt thì nhà Trung đợt này lắm cưới, làm cưới cho Linh thì mổ hẳn một con trâu to nhá các bạn nhá. Mình cũng rất tiếc là hôm qua không lên đây bỏ bé đó là ghi hình được. Ghi hình được cái quá trình chuẩn bị cơm. Thế Thanh ở dưới đạp à? Thanh ăn cơm đấy gì? Đi Tâm ơi, anh em mình xuống dạp ăn cơm đi, xong rồi đằng nào cũng xuống quay cái không khí dưới dạp cho mọi người xem. Rồi lát nữa là làm thủ tục tiếp thì mình sẽ lên ghi hình cho các bạn xem. Xuống dạp đi đường nào? Ra đứng cạnh cô dâu xem nào. Ra đứng cạnh cô dâu nhìn xem em có giống... cho anh xin kiểu ảnh bạn của anh với cô dâu kiểu nào? Thế nào? Ôi, xinh quá, xinh quá. Cười tươi nhá. Hai, ba. Rồi, một kiểu nữa là cười tươi nhá. Hai, ba, cười. Em đã kịp ăn cơm chưa? Kịp ăn cơm. Ăn rồi hả? Đừng chưa ăn thì xuống ngồi cùng anh luôn. Anh đi ngồi đi. Ok. Tí xuống anh em giao lưu chén rượu nhá. Người yêu. Người yêu. Chỉ có tôi cho em bất gì. Em mình xuống giảm nào. Đấy, đặc biệt là hôm nay là đầu tiên mình ăn đi ăn đám cưới ở trên Buông Trải này, có thịt trâu xào lóng hổi nhá. Thịt trâu xào nhá. Thịt trâu xào. Có thịt bò. À, thịt bò à? Cả bò cả trâu luôn à? Thơm quá. Rau sống hay là rau sống của người Mông mình à? Rau sống không phân. Nó giống kiểu cái cây cái cần rừng ấy nhỉ? Đúng không? Cây rau cần trên rừng ấy đúng không? Cây này mà ăn mấy cá lướng là chuẩn bài đúng không? Ok, anh em mình sẽ đi vào giảm nhá. Giảm này. Mình đi tìm người quen thôi mà. Tìm xem là em Thanh ngồi đâu. Đường vào hơi chật tí. Đi phía bên ngoài này. Vâng. Xong rồi sắp xếp cho em mấy cô xinh đẹp vào ngồi uống rượu nhá. Vâng. Cỗ thì em thấy đủ rồi đấy, nhưng mà đang thiếu mấy cô xinh đẹp thôi. Ôi, chào anh. Chào em. Thấy muộn thế. Anh sáng nay có việc buổi sáng nữa, xong rồi mới đi được. Đi vào trong anh. Ok. Giờ nó thấp quá. Anh ơi, ngồi với anh đi. Dù bạn nào nó ngồi cùng anh đi. Mình anh cứu, anh hả? Người cho biết theo anh trưởng ban xã. À thế à? Thế em xem chỗ nào đi để anh. Vợ của anh Trung đây, chào em nhá. Cũng không biết tiếng Kinh đâu. Dạp làm hơi thớp, tâm ra là đi quyền đầu. Đi em ơi. Chào em nhá, khỏe không? Mùa dù nhá. Đấy, ôi các cô gái mặt đỏ tức bừng rồi, hồng rồi, xinh rồi. Chào du ba thân. Chào anh. Người lớn mình đang thiếu hai người. Đâu. Còn người đây hả? Chào anh nhá. Làm luôn đi. À, bác là trưởng thôn nhỉ? Cháu nhớ không nhầm là bác có dẫn cháu đi một số cái cháu khó khăn cái đợt
cháu mới bé à? Vâng vâng. Đây gần đấy là. Vâng. Chắc là cái. Bác là bác Pháo hay bác Pháo. Bác Pháo đúng không? À chính xác rồi vâng. Hay mình sẽ giới thiệu nhanh ẩm thực đám cưới hôm nay một chút nha. Chủ đạo rất là món rất là thịt trâu rồi. Đây là lòng lợn đúng không ạ? Trâu xào và trâu đây là thịt nướng không ạ? Trâu xào thịt nướng. Món mì này là món mì làm nào đấy chung? Đây là rán. Rán. À rán giòn lên đúng không ạ? Và bên kia là lòng trâu, rau thơm và canh xương đúng không ạ? Nói chung là thực đơn là tương đối là phong phú các bạn ạ. Trung vào đây làm chén mời mọi người quá. Vào đây phải làm một tiếng. Vâng. Chương trình còn rất là dài nha các bạn nhé. Lát nữa cô dâu rồi bạn của cô dâu qua đây giao lưu nữa thì mình sẽ ghi hình tiếp cho các bạn. Không thì không đủ pin và thẻ nhớ để truyền tải hết hình ảnh cho các bạn xem. Đã mời đâu đã đi rồi. Hồ Bích nào. Cô dâu sang mời rượu các bạn nhá. Say chưa em, say chưa em? Em chưa. Chưa say à? Đấy. Ngồi đi, không phải ngồi chỗ nào. Người Mông thì rất là thật tính. Chưa say thì bảo là chưa say, chứ không nói dối là say rồi đâu. Anh ơi cho em một thêm một ít, không rót cho em thêm một ít nữa cô dâu sang mời. Vâng. Vô mà. Vâng. Vâng. Tốt hơn. Chị tao mua khác này. Nhưng mà chú rể là bây giờ là không được đi cùng em đi mời đâu đúng không? Không phải, chú rể say rượu. À, chứ còn mình vẫn thoải mái cho đi mời thôi đúng không? Em phải tưởng là chú rể phải làm lý trong nhà không được đi. À say quá rồi à? Ôi, chúc mừng hạnh phúc hai em nhá. Cháu lấy chồng không? Hà Giang nhé, Lâm Khắt nhé. Lâm Khắt. Gì đấy ông ơi? Bác trưởng bản vui tính của chúng ta đây. Bà ơi, cô dâu chén. Em uống chưa? Những nhân vật quan trọng giờ ngày hôm nay thì sẽ có một cái khăn tay nhé các bạn nhé. Phái đoàn bên nhà trai này, bên nhà gái này, cô dâu này, phù dâu, phù rể này sẽ có một cái khăn tay. Một cô dâu này là cầm cái khăn để đổ rượu đấy. Đúng rồi. Rồi bắt cái khăn này là nó sẽ ra rượu. Ra rượu. Bắt trước khi vào đây rồi chú ạ. Bắt trước khi vào đây rồi. Bắt trước khi vào đây. Đặc biệt là chú rể với phù rể. Sau một hồi uống rượu thì mình cũng say lắm rồi các bạn ạ. Bây giờ đi tìm xem là Tâm đang ở đâu. Ai tóc vàng vàng đấy nhỉ? Thanh ơi! Thanh! Tâm của chúng ta say đấy rồi. Vào đây anh tìm chỗ nghỉ tạm đi. Tâm thì yên tâm về chỗ nghỉ ngơi rồi. Để càng ngủ càng xinh đúng không ạ? Đúng không?
sắp xếp quan tâm ok rồi, mình xuống đây mình đi tìm lại em Thanh như nào. Dưới này là các bạn sẽ thấy là rất là nhiều cái quà mà họ hàng mang đến cho vợ chồng Linh này, rất là nhiều chiếu luôn. Này về chắc là phải bán bớt đi chứ là làm sao mà dùng hết được. Thanh say chưa em? Mặt đỏ rồi. Cậu uống với anh đâu mà chả không say. Anh nhìn lại xem nào, anh nhìn lại mặt xem nào, Ôi. Xinh quá, xinh quá. Tí nữa ra ngoài kia chụp ảnh cùng cô dâu kiểu nhá. À, anh đây là phù rể à? Anh là thằng trụ trụ đòn nặng nhất. Trụ đòn thay cho chú rể đúng không? Đúng rồi, thay mà. Thế là giờ mình đang chuẩn bị để mình làm lý xong rồi mình xin cô dâu đi về đấy hả? Xin mẹ đưa cô dâu về. À vâng, giờ mình sẽ chuẩn bị lại trang phục đúng không? Chú rể đứng cạnh phù rể như thế nào? Đó là kiểm tra sức khỏe ra là hai anh em thế nào ấy, vẫn tươi lắm. Vẫn tươi lắm, ok ok, tuyệt vời. Đấy. Đây các cái đồ đạc sẽ để cho vợ chồng cô dâu rể thì được các cô, các bà đang chuẩn bị sắp xếp cho vào các cái bao. Để lát nữa thì sẽ đưa cho vợ chồng Linh mang về bên kia. Rất là nhiều mâm, mình nhìn sơ sơ khoảng tầm 20 cái mâm. Chiếu thì cũng phải tầm khoảng 20 cái chiếu. Đấy các bạn ấy sẽ chuẩn bị lại trang phục cho đúng chuẩn. Bây giờ thì bố mẹ sẽ dặn dò những cái điều thật ra thì đối với người Mông thì là cô dâu đã được chung sống, được tìm hiểu về gia đình của nhà chồng trước cái lễ cưới rồi, là thật ra là cũng không có nhiều cái khó khăn. Từ thời điểm này thì không có nhiều khó khăn lắm bởi vì là đã quen với lại nhà chồng rồi. Đấy, vì đã bắt về ở trước khi cưới rồi. Nhưng ngày cưới là một ngày vẫn là rất là quan trọng bởi vì là nó mới đánh dấu thực sự là người con gái đi xây dựng gia đình. Thanh ơi ra đứng gần gần Linh đi. À, hai chị em lên hình cho xinh nào. Linh với mẹ. Đây, mọi người đã sử dụng cái ghế này để làm một cái bàn để đặt những cái ly rượu, để làm những cái thủ tục cuối cùng. Đấy, con trai con gái của bố Trung này đi leo rừng leo núi. Đâu Mín, Mín xài sang bên này một tí nào, Mín tu sang bên này một tí để thấy mặt chị nào. Ôi, lại che nhau rồi, xinh chưa? Ôi, cô Linh đi lấy chồng rồi, không còn được cô Linh đưa đi học nữa rồi. Xinh quá, cười cái là lùa cái là. Mọi người bắt đầu xúc động khóc nhé, cả bố và Linh cũng khóc luôn các bạn ạ. Thành sắp khóc chưa? Những hình ảnh rất là xúc động. Đây là chị dâu với em chồng nhé các bạn nhé, rất là tình cảm. Ừ.
Mọi người thì cho rất nhiều đồ tặng, quà tặng hai vợ chồng. Chú rể nào say lắm không em? Bình thường này. Tức là mình vẫn căn làm sao mà đủ sức khỏe để làm được tất cả các cái lý trước khi mang cô dâu về đúng không? Đúng rồi. Phải về, đưa cô dâu về nhà đi. Kiểu gì kiểu đúng không? Phải đưa được cô dâu về. Nó mà do lu bảy tuổi mà thêm lu mày họ chắc họ sẽ ta mà định chơi thì họ cho nó biết chim lu mày lên ta mà khảo lên thì chẳng nó khát chích chích co đây sao rồi còn cho đổi cho mày có rồi mày bao rồi thì được chỉ những lại phải học mày bao lu vũ khăn mày bao rồi cô lên nhà cô chỉ có để mày ôm mông lên cái gì bao hút được cái chạy trong đấy chỉ bao bùa là chỉ tỉnh lu bê đấy ta có được nổ anh bây giờ là nhà gái sẽ nói điều gì, nhà gái nói điều gì tả cái này hơn phức tạp một tí nhưng mà ngắn gọn lại tức là đại ý là nói cái gì ngắn gọn là phong tục thì một phong tục thật nhưng mà cái kiểu như là người không muốn là một người một dân tộc nhưng mà nó tả về cái lý là nó hơi khó một tí hơi khó nhưng mà ví dụ như anh áo trắng thì anh đang muốn là mình làm cái gì đúng không anh áo trắng muốn là đúng sức thật nhưng mà cứ nói nhưng mà các anh coi như là từ xa đến nơi thì chưa biết cái kết lô của người Mông áo trắng ở bên này vâng thế là nó đang tả về cái à, tức là ý là các anh ở xa đúng không bên nhà trai là ở xa chỗ này đúng không đúng rồi. Thì là bây giờ là chưa hiểu rõ cái luật ở bên nhà gái đúng không đúng rồi thì bây giờ mình đang nghe để xem là người ta sẽ yêu cầu mình cái gì đúng không yêu cầu để làm cái đống để đống phong tục mình để cho nhà gái nó hài lòng nhà gái nó hài lòng để cho đúng có sao chú vẻ với quên đấy là nhà trai với nhà gái là cũng cách nhau vào độ tầm khoảng 50 cây số đúng không đấy cùng là người Mông nhưng mà cũng cách nhau khá là xa nên là cũng có những cái phong tục mà không thống nhất với nhau đúng không đấy, nên là hiện tại nhà gái thì cũng đang là bắt đầu là yêu cầu những cái lý làm sao mà để cho đúng theo yêu cầu của nhà gái thì mới cho cô dâu đi về và những cái lý này thì thực ra cụ thể thế nào thì cũng rất là khó để giải thích cho mọi người biết đúng không hiện tại trên mâm thì có chén to chén nhỏ đấy kia là cũng là cái cũng là theo cái phong tục đúng không đấy chén to có ý nghĩa riêng chén nhỏ ý nghĩa riêng bạn ơi cho mình hỏi một chút là bây giờ là mình đang đại diện bên nhà gái đúng không đúng rồi thì là bây giờ là mình đang yêu cầu phía bên nhà trai là phải làm cái việc gì để đúng theo phong tục của mình đúng rồi đang đại diện bên nhà trai nó bảo là từ mình là làm kiểu đấy yếu thế tình cảm sai đấy hai chị trên tay vâng đây nhá lúc nào là của nhà trai mời đúng không ạ nhà gái đây là một nhà trai đấy nhà trai mời chỗ nào nhà gái đúng không vâng đấy nhưng mà có cho mũng để dù cho tôi trai chẳng không có cơ đó à chỉ còn lấy nhau sau nhỏ mà à cứ nhỏ vậy còn cho nên nó sẽ nó sẽ tôi chơi hai tôi cho sang đây còn thì gì chứ còn những người nào không đúng đúng không mà lúc nào như vậy là cũng không đúng có rồi đúng rồi tỏ là có tiền muốn là biết giờ tiếp tục nghèo này anh em mà hai em mà có gì đấy là mất đây đúng không? Ok. Và sao đây? Thế thì ông già nó đây. Sao đây? Đây là ông.
Người đại diện rất là quan trọng các bạn ạ. Cháu rú có tí nhỉ? À không, cháu tí cháu đi xe, đi đường về. Tí thôi. Cháu giúp một tí. Ông nói thế, cháu giúp một tí. Vâng. À. Vâng, cứ mong một tí. Vâng. Vâng. Bạn ơi, bạn có thể là giới thiệu một chút, tức là trước khi nhà trai đi về thì bên mình đang yêu cầu cái gì, mình đang yêu cầu gì bên nhà trai? Thì cho từ đang không có. Ôi trời, cho chúng tôi rồi. Trong đó chỗ thở là chỗ là chỗ nhà trai thì cũng ở xa các bạn ạ, và cũng đang muốn là nhà gái được thông cảm một chút đấy, nhưng mà nhà gái thì muốn là phải thực hiện theo đúng là cái phong tục của bên bên này. Đây là đang giới thiệu, và nếu mà xem có cái gì thì giới thiệu cho bên nhà trai. Nhà gái là thằng em là cùng nhau được một cái nào cái kia là gì thì cho ở dưới này bác có cho nhà trai. Đấy. Điếu. Chiếu này, cái nọ kia này. À. Đấy. À tức là các cái của hồi môn mà bố mẹ cho đấy hả? Ừ. À tức là bây giờ mình đang làm cái lý theo phong tục mình để nhận những cái đồ kia đúng không? Đấy, đấy là như đấy. À tức mình phải làm xong cái thủ tục nhận những cái đồ kia thì mình mới được mang con dâu về đúng không? Mình cho cái này cho họ thì họ lấy con dâu mình về. À rồi. Tức là những cái chén rượu này là làm lý để mình lấy cái đồ của hồi môn đúng không? Đồ thôi. À rồi, ok rồi. Mình tạm hiểu như thế, tạm hiểu như thế. À đấy rồi. Để cho mọi người tiếp tục công việc nhé các bạn nhé. Nhà trai tiếng sốt ruột lắm rồi. Hiện tại thì mình đến sơ sơ là có 6, 12 chén nhỏ và 2 chén to. Bên ngoài thì cô dâu đang tranh thủ chụp hình lưu niệm với lại các cô, các bà. Anh đứng cạnh cô dâu đi. Đứng cạnh cô dâu, anh lấy một hình ảnh em cạnh cô dâu thôi. Ở chỗ góc này nó đẹp, tí nó vội không lấy được đâu. Cười lên Thanh ơi, cười lên, cười xinh như nào. Lùa lùa cái nào. Lùa. Lùa lùa nào đấy, à, bỏ tay xuống. Lùa lùa thấy răng nào, răng đâu. Và gáo côn gát cái nào. Thanh thì xuất hiện từ hôm đám hỏi của Linh, và hôm nay thì mới lại xuất hiện trở lại. Ôi ngửa mặt lên xem cái nào, ui dồi ôi. Xinh gái như thế này mà cứ che mặt đi nhỉ. Hai chị em ngửa nghe anh chụp ảnh cái ảnh nào, ngửa nghe nhá, cười tươi nhá, đếm nhá. Cười là thấy răng nào, 2, 3 cười móm hết rồi. cười lại nhá nào, 2, 3 cười, từ anh lấy gần hơn chút nha, 2, 3 là cười. Đây là đôi gà mà lát nữa phù rể sẽ phải mang về nhé các bạn nhé. Đây là một đôi gà tre, đôi gà trống tre rất là đẹp. À, xe máy này là bố mẹ cho con gái à? Con gái lấy chồng hả? À, cho hẳn xe máy luôn các bạn ạ. Phụ rể cầm gà và dẫn xe luôn. Cho xe quay này. Cho xe quay. Đây là phụ rể nó nhận xe. Cho nhiều hơn. Nó dù lo nhiệm trên nó sự cổ chứa là tổng nhân này. Nhưng
Mẹ cho lên tiền mặt kìa. Hay là chú để cho để biết chưa kịp nhìn. Thôi hay là chú để nếu mẹ để không biết. Ôi đi từ từ thôi con, từ từ thôi. Một tay cầm gà, một tay lấy xe. Ôi. Ôi nguy hiểm quá. Đi nhanh. Đi nhanh không bị giữ các bạn ạ. À. Cái cổ mua lớn nhất thì các bạn đứa trai đã mang được ra rồi. Đây, những cái bếp nấu ăn đào từ cái tường đất ra này các bạn này. Hôm qua mà có mặt ở đây thì sẽ ghi được rất là nhiều cái hay. Và đây quay tiếp. Đây là con gái của anh Trung này. Xinh gái không? Trung nào? Anh trai của cô dâu này ấy. Đây giống chị Linh cực luôn. À giống cô Linh. Giống cô Linh. Đây hành lý của trưởng đoàn này. Bên trong này sẽ có rượu này, có gà này. Ôi còn có cả chân lợn này. Cả chân lợn này. Bình thường là sẽ có rượu này, có xôi này, có gà. Hình như là lược bớt luôn cả cái phần mà lạnh nhà gái rồi ấy. Tâm ạ. Vì là chắc là bên nhà trai là bên nhà gái cũng tạo điều kiện thôi. Không biết có ai đi hộ tống cùng với phù rể không? Đi đường xuống khó lắm, cái xe máy đi xuống đường đấy không dễ đâu. Bây giờ là tất cả các đồ đạc người trong đoàn là phải đi qua cửa chính này các bạn ạ. Đi qua cửa chính này chứ không được đi cái cửa kia đâu. Con gái đi ra khỏi nhà chồng, nhà bố mẹ đẻ thì cũng phải đi cửa này. Đây rồi, phù dâu và cô dâu ra đây rồi. Ôi đi chậm thôi, đi chậm thôi. Không ai cản lại à. Em ơi đứng gần cô dâu tí, cả ba mấy người đi cùng nhau đi. Mấy người đi cùng nhau đi. Sau này làm con thế này nhá. Ok ok. Hai người đi lên cùng đi, cùng đi. Thế này á. Em mời cho trả mà đó nhá. Bạn rước dâu rất là đẹp. Chắc là một người ra đây trông đợi rồi cả mọi người đằng sau đi cùng nhau chứ đúng không? Mình chỉ ra ngoài mình đợi thôi đúng không? À. Anh em mình quay lại lấy đồ đã, xong rồi ra đi cùng. Đi lấy đồ đấy. Nhà gái này là hết sức là tạo điều kiện cho nhà trai là không bắt phải quỳ lại nhiều nữa. À, nhận đồ xong rồi là đi thôi. Đúng rồi. Thôi uống hết cái bàn rượu đi không? Cái bàn rượu trong rồi vẫn phải uống hết chứ. Hết rồi đúng không? Uống hết 12 chén rượu nhỏ và 2 chén rượu to. Hết rồi, mai em đi thì đi cùng nhau đi thì đi cẩn thận nhá. Vâng. Cảm ơn anh. Vâng. Đây đây toàn thể đoàn đón dâu về. Và chúc mừng năm 2023. Mình chơi không mọi người đi nhanh lắm đấy. Mời không đi nhanh nha mình đâu.
chúc xe máy nha mọi người. Nhanh mọi người không đi sẵn. Đoàn mình đi gần gần nhau cho hình nó đẹp nhá. Đây đang đi cùng đoàn kìa. Ờ đấy. Tí anh ấy. Em không có mưa luôn á. Tâm không phải cô dâu, khóc hơn cả cô dâu. Hôm nay anh cứ sợ Linh khóc nhiều quá mà cuối cùng không thấy khóc. Em muốn khóc nhiều hơn đấy. Tâm người khóc nhiều hơn. Không để không nhiều nhỉ. Chưa biết cả bắt đầu. Thấy cả bố cả mẹ khóc. À, cô dâu chào bà con hàng xóm à. Mua. Chú rể vải vác đồ luôn. Vì người Mông mình là quy định cái số lượng người đi đón, nên ra là đây mình đang có 8 người đúng không? Nên là mình không có thêm người để hỗ trợ như kiểu là những dân tộc khác. Cứ cho quay đi rồi trả tiền sau nhá. Kinh ngã đấy. Con à, chạy nhanh tí. Cho bằng cái là bê một cái nữa. Đóng luôn. Thêm người thứ 8 này này. Nhưng mà thế tí phải cho ăn chân gà, ăn thịt gà ấy nhá. 8 người là phải ăn 4 con gà đấy. Nếu mà muốn gà mà đùi gà luôn anh. Đùi gà luôn. Gà chưa đấy. À tức là phù rể thì cầm cái xe máy đi rồi các bạn ạ. Đây nên là mình đếm đây có 7 người là đúng rồi. Thế toàn bộ là cái đoàn đi về là chỉ có từng đây người thôi. À thế còn chăn chiếu thứ thì mang đi về kiểu gì các anh? Em thấy còn nhiều chiếu mới nhiều đệm lắm. Tí bao giờ mang về? Anh ơi, tí mình quay lên lần nữa à? Quay lên. Hay là nhà gái hỗ trợ xuống đường cho? Nhà gái mang xuống đường cho hả? Ở đây Tâm đi về bên Lập Khắt nhá. Em thành người của nhà trai rồi đấy. Ôi trời. Hành trình may là đám cưới này tổ chức vào mùa đông các bạn ạ. Khi mà các cái ruộng này gặt rồi và đường nó khô. Chứ còn nếu mà vào cái mùa mà ruộng này cấy lúa ấy, thì cái đường này nó trơn, nó nhão, trơn trượt luôn. Ngày 1/2/10. Mùng 2/10 thời điểm này là thật đẹp rồi. Mình không đi theo nổi đoàn luôn. Tâm may có nhiệm vụ nên là đi có khí thế hơn, chứ nếu không thì lấy là chắc bò rồi. Em ngã rồi đây. Em ngã em cứ ôm vào cái chăn đấy là không sao. Rồi xuống được cái đường rồi các bạn ạ. Một hành trình rất là vất vả. Ôi cái xe này nghe nó nổ to sợ lắm. Thanh ơi sao em buồn thế? Cô râu đi lấy chồng còn không buồn bằng em ấy. Cô dâu. Vào nhà chơi anh ơi. Ờ, tí nữa em vào. Vào nhà chơi. Vâng, tí lát đây em vào. Được cái là nhà trai là cũng tổ chức hẳn một cái xe 16 chỗ này tha hồ mà chở đồ của hồi môn. Xe máy lên đây rồi. Đây. Bên nhà gái thì sẽ hỗ trợ mang các cái của hồi môn xuống cho nhà trai. Thế như bên người Thái là không có cái chuyện hỗ trợ ở đâu nhá. À, cứ mỗi một lần lấy một đồ là uống mấy bát rượu ấy.
Xe 16 chỗ nhưng mà chỉ chở có 8 người thôi các bạn ạ. Còn lại là để chở của người môn. Sắp tủa rồi. Như mông gọi là sắp tủa. Thế người Thái chết là cái gì? Tai. Tai à? Tai bị tủa. Sắp tai rồi. Nay lần đầu tiên uống rượu trên ruộng bậc thang quá. Cho xe ra ngoài tí, cô dâu lên cho thoáng. Cho xe ra đi đã. Bố mẹ không kịp xuống dưới này để chia tay con gái. Bảo lái xe cho xe ra đường đã rồi cô dâu quăng lên cho thoải mái. Ok, tạm biệt các anh. Hôm nào thời điểm thích hợp thì mình sẽ đến thăm gia đình của vợ chồng em Linh ở bên xã Lâm Khắt của Muống Trải sau nhé các bạn nhé. Còn cái lễ thành hôn của em ấy thì cũng sẽ kết thúc ở đây rồi. Bây giờ cả đoàn sẽ đi về xã Lâm Khắt. Mình cũng sẽ di chuyển về nghĩa lộ và tiếp tục cái công trình làm nhà cho chị Nguyệt nhé các bạn nhé. Ngày mai thì mình sẽ quay trở lại chỗ công trình nhà chị Nguyệt để cập nhật cái tình hình cho các bạn xem. Mở cửa nhìn mặt cái nào. Hết mở được.